xin mến chào độc giả của tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Ngày hôm nay thì Trúc Diễm có một buổi chụp về thời trang với tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Trúc Diễm rất là thích tất cả các bộ trang phục mà ngày hôm nay Trúc Diễm chụp. Nó rất là dịu dàng nhưng mà nó cũng rất là cá tính. Trúc Diễm mong rằng quý vị khán giả sẽ yêu thích bộ thời trang mà Trúc Diễm chụp ngày hôm nay.